trải qua 2 năm áp dụng xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi khi ngồi trên xe gắn máy tham gia giao thông. Tuy nhiên, đến nay theo ghi nhận của phóng viên Pháp Luật Plus, thì tình trạng này vẫn không mấy được cải thiện. Đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được tại cổng trường tiểu học Thành Công A và trường trung học cơ sở Thành Công thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Số lượng phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông là không hề nhỏ. Từ đây cũng có thể thấy được ý thức, trách nhiệm của các bậc phụ huynh đối với con em mình còn rất kém. Điều đáng nói ở đây là khi được hỏi tới vấn đề này thì câu trả lời của các bậc phụ huynh đa phần là quên hoặc ngại mang mũ theo. Lách luật một tí, bây giờ còn chị đèo mang được hai đứa con, cái xe của chị đeo mang mũ bảo hiểm, rất là khổ cảnh. Theo nghị định đưa ra đã nêu rõ, phải đội mũ bảo hiểm và cài quay đúng quy cách đối với trẻ em trên 6 tuổi khi ngồi trên xe gắn máy tham gia giao thông. Nhưng lý do tại đâu mà hiện tượng này xảy ra không phải ở một, hai mà là quá nhiều nơi, đặc biệt là trong giờ tan học tại các cổng trường, kể cả những trường đạt chuẩn quốc gia như trường trung học cơ sở Thành Công. Công tác tuyên truyền, xử lý đã được các cơ quan chức năng triển khai và đã có cả trong chương trình giáo dục. Đương nhiên, cũng có những em học sinh, những bậc phụ huynh có ý thức rất cao và họ cũng có những ý kiến của riêng mình. Khi mà mình thấy các bạn bố mẹ đến đón mà không được đội mũ bảo hiểm thì mình có nói gì với các bạn không? Thì cháu sẽ nói là cô ơi, cô phải cho các bạn đội mũ bảo hiểm, nếu như mà xảy ra tai nạn giao thông thì các bạn sẽ không bị làm sao. Kể cả các cháu mà kể cả người lớn, cái đó là bảo vệ sinh mạng và tài sản của mình. Nếu mà xảy ra những cái tai nạn mà không có mũ bảo hiểm thì cái hậu quả của nó rất là nguy hiểm, không những là hại cho bản thân mình mà ảnh hưởng cho cả xã hội. Căn bệnh cố hữu vốn đã ăn sâu vào nhận thức của một số học sinh và đông đảo các bậc phụ huynh, nhưng một phần lỗi cũng là do các cơ quan chức năng và nhà trường về công tác tuyên truyền xử lý chưa triệt để và chưa có quan tâm nhiều đến vấn đề này.